Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là mình đi shopping, mua sắm đồ chuẩn bị đi Việt Nam. Chuyến đi Việt Nam này và mình sẽ giới thiệu cho các bạn mình mua những gì nhé. Làm quà cho Việt Nam nha. Bây giờ bắt đầu là mình mua dầu xanh. Mua ba lố dầu xanh cho mẹ của mình, rồi mẹ của mình sẽ đem biếu bà con làng xóm, ok, rồi gia đình. Ba lố này thì mỗi lố của nó là coi bao nhiêu cái một lố đây, để mình xem bao nhiêu cái một lố nhé. Một dozen là 12 chai dầu xanh. Thì mình mua hai màu lận, hai màu xanh một màu vàng nha. Này đây, 12 hộp này một lố thì mình mua ba lố đó, để cho mẹ mình làm quà cho mọi người, ok. Rồi mẹ mình cũng rất thích, mấy người lớn tuổi rất thích cái này nha, dầu xanh này nha, nhất là màu xanh họ thích lắm, ok. Bà thích lắm đấy. Và đây mình mua thuốc. Này, mình mua. Này, mọi người thấy này, mình mua thuốc dầu cá omega để cho mẹ mình, tại người lớn tuổi người ta uống vào để cho bảo vệ cho mắt. Cho mắt nó tốt hơn một tí. Đó. Rồi dầu cá tốt cho người lớn tuổi luôn. Đấy, mình mua cho mẹ mình cái này. Và mình mua thêm một cái hũ này. Hũ này là cho những người lớn tuổi, senior woman, là vitamin supplement đấy nha. Đó. Cái này mình mua cho mẹ mình hai hũ. Tại vì á, bà lớn tuổi rồi mà nhiều khi ăn uống thì cũng không có đủ dinh dưỡng đâu, thì nhưng mà đấy thì lâu lâu mới về thì mua quà tặng bà, mà mua nhiều quá thì bà uống không hết thì hết hạn, thì mình mua hai hũ thôi, thì một ngày uống một viên này và một viên này, ăn no rồi thì uống. Mình sẽ tặng bà như vậy đấy, hai hũ. Và còn nữa, mình mua thêm cái này để cho cái này thì tốt cho xương, tốt cho răng đấy, tốt cho xương, cho mấy người mà cỡ giống như mình, cỡ tuổi như mình đấy thì uống được đó. Thì đây mình mua ba hũ. Ba hũ nha, nó có vitamin D3 nha, ba hũ đó. Ba hũ này đấy thì mỗi một hũ đấy thì cũng rẻ thôi, không có nhiều, không có nhiều tiền đâu, rẻ lắm. Và mình mua thêm cái thuốc nhỏ mắt cho bà này, tại cái này cho nó khô mắt, thì cái này xỏ nhỏ từ từ cũng được, không sao. Cái này thì mấy người già thì nên nhỏ mấy cái này đó. Thuốc nhỏ mắt này rất tốt. Mình mua kẹo hai hộp kẹo nha. Kẹo này chắc là ngon lắm, Việt Nam chắc thích lắm đấy. Một hộp này, xong rồi mua thêm hộp nữa này, là hai hộp này. Mỗi một hộp này đấy thì 15 đồng, cỡ 15 đô. Rồi bây giờ đấy, mua thêm một ít xà bông đô 16 ba thì mười sáu miếng, thì cái này thì 11 đồng. 11 đồng nha. Xà bông đô này thơm lắm, Việt Nam chắc ở đây thì mình thích lắm, mình thích cái mùi xà bông này lắm. Và mình mua thêm kem đánh răng tăng 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 tăng. Mấy người đấy, mấy người Việt Nam đấy
thích cái loại này lắm. Tại kem đánh răng bên này nó thơm lắm nha. Mà chắc chắn là không phải đồ giả. Ok. Mà mình không biết nữa thì đấy, mấy người gia đình nhà mình rất thích cái này. Mình mua hai lố nha. Mình mua hai lố này. Một lố này thì cỡ 13 đô một lố này. Đấy, mỗi một lố một có 5 pack này, có 5 cái. Một 5 cái thì 13 đô đấy. Mình mua hai lố. Ok. Về tặng cho gia đình mỗi người một tí. Lâu lâu mới về thì cho một cái quà. Mình còn mua thêm thuốc cảm nha. Mua hai cái thuốc cảm. Mỗi cái loại complete này đấy thì cái này tốt lắm. 24 36 viên. 36 viên. Rồi, mình này, mình mua nước gội đầu. Mua mấy chai nước gội đầu, chắc chục chai nước gội đầu này đấy. Mang về làm quà. Mà cái nước gội đầu này thì nó không cần nước xả nữa này. Nó có 2-in-1 này, có 2 trong 1 rồi. Đó, rất là tốt. Mình mua cỡ 10 hũ đấy. Rồi còn đây, thêm một cái đồng hồ nữa nha. Cái đồng hồ này cho ông anh của mình. Đó, mình mua từng nấy đồ đấy. Đấy là chuyến đi Việt Nam của mình là như vậy đấy. Thì mua một tí quà cho mỗi người một tí. Nhiều không nhiều nhưng mà thôi, cũng lâu lâu mới về. Mọi người ơi, bây giờ mình đóng thùng nha. Mình đóng thùng thuốc nha, gửi về Việt Nam nha. Đóng cho nó gọn này. Đóng để mang về đó. Mình phải để làm sao cho nó gọn, tại một cái vali chỉ được 30 kg. Cho nên mình không dùng vali nữa mà mình dùng thùng giấy. Sorry, được có 23 kg nha. Mình làm sao nó gọn mà cho nó đẹp, nó đừng gồ ghề, tại mấy cái thuốc nó rất là nặng. Không sao cả. Nhiều nha. Xếp gọn gàng chưa? Cái này để làm quà cho mọi người rất là thích nha. Mình đóng thùng ấy, mấy cái đồ local ấy, bây giờ mình phải bỏ mấy cái áo này nọ vào để cho nó bớt logo. Bây giờ mình đã đóng thùng xong rồi, mình đem cân này. Từng nay vậy mà cũng là 20 cân. Bây giờ mình cần 2,5 kg nữa. Mình chỉ đóng một thùng là 22,5 kg thôi. Rồi ra đấy người ta cân thì nó thiếu một tí cũng được. Thôi kệ. Đây, nhà mình đã phát đồ xong rồi nha. Cái này là 4 vali. 4 vali. Thì 2 chị em, mỗi chị em 2 vali. Thì một thùng này đấy là 23 kg. Đây. Thấy không? Là 4 cái vali này đấy, là cho 2 chị em đi. Vừa rồi đấy. Trong này đựng đủ thứ hết. Ok. Rồi, mình đã xong nha, xong xuôi hết rồi. Khi nào mình đi là mình chuẩn bị đi thôi. Rồi, mình xin chào mọi người. Xin chào cả nhà nha.
chúc sức khỏe mọi người. Xin tạm biệt.